Nhà gần gần nhà mình có cái nhà bông giấy này cô chú anh chị mà. À, căn nhà mình đây, Hương Hồng đứng trực diện với căn nhà để cô chú anh chị bạn nhìn ha. Một một bảy hai xẹt 12 đường Phạm Thế Hiển hướng Nam, nhà có chủ quyền Hồng, chiều ngang là 5m và chiều dài là 19m, nhà có sân trước, có hai chia làm hai cái cửa nào, đây ra ngoài đây ha. Du Hồng đang ở hẻm 1172 đường Phạm Thế Hiển nha, đối diện với chi cục thuế quận 8 nha, ngay trung tâm hành chính quận 8 gần góc ngã ba đường Dương Quang Đông với đường Phạm Thế Hiển nha. Đằng kia là trường công an quận 8, trường Chánh Hưng và đây là khu vực trung tâm hành chính quận 8. Mình đi rẽ trái khoảng chừng 300m là về tới chợ Phạm Thế Hiển, còn rẽ 300m tới bên tay phải thì tới chợ Nhị Thiên Đường qua cầu Hiệp Tân nha. Du Hồng đang đứng vị trí này là đối diện với chi cục thuế quận 8 nè. Thì Du Hồng sẽ giới thiệu đến cô chú chị bạn một căn nhà nằm đối diện với vườn thế trong hẻm 1172. Căn nhà mình hẻm 1172 sẹt 12, độ giới một hẻm 1172 này là 2m đến 4m rưỡi nha. Bây giờ Du Hồng sẽ review vào trong cô chú chị bạn xem nha. Đó, đường vào bên trong nè, mình đi thẳng vô, mình đi ở trái căn nhà mình nằm bên tay phải nha cô chú chị bạn. Thì căn nhà này có kích thước ngang là 5m và chiều dài là 19m. Chủ nhà đang chưa bán căn nhà này với giá là 3.490 ha, 3.490 triệu nha. Đó, cái hẻm này là hẻm còn đi thông được nhiều nữa nha. Đó, hẻm này là hẻm còn đi thông được ha, hồng xuống tới cái chỗ nhà lô đối diện với chợ Phạm Thế Hiển luôn. Đó, cái hẻm cái nhà mình đã nằm bên tay phải nha cô chú chị bạn, ngay xe chú Hồng dừng đó. Đó, từ đây ra ngoài nè, đầu đường đó là chi cục thuế quận 8 ha. Ngay đây là mình cứ sợ cái góc là ngã ba đường Dương Quang Đông với đường Phạm Thế Hiển gần chi cục thuế quận 8, gần kho bạc nhà nước, kho bạc quận 8, ngân hàng Vietinbank ha, ngay trung tâm hành chính quận 8 luôn nha. Căn nhà Du Hồng giới thiệu đến cô chú anh chị bạn là căn nhà địa chỉ 1172 sẹt 12 đường Phạm Thế Hiển nha. Căn nhà mình nằm bên tay phải nè, kích thước của căn nhà ngang là 5m, chiều dài là 19m ha. Hẻm trước nhà ở đây khoảng 4m rưỡi ha. Đây, căn nhà mình được chia làm hai căn xây đôi nè nha. Đây ha, căn nhà này ha, hai cái cổng rào này nè, hai cái cổng rào luôn nha cô chú chị bạn. À, đặc biệt căn nhà này nếu mà hai người có hai anh em hay bạn bè cùng mua chung thì được ha, chia ra làm hai căn có vách tường ngăn được rồi. Đây là hẻm trước nhà mình đây ha, hẻm trước nhà đây ha. À, trước nhà gần gần nhà mình có cái nhà bông giấy này cô chú anh chị bạn. À, căn nhà mình đây, Du Hồng đứng trực diện với căn nhà để cô chú anh chị bạn nhìn ha. Một một bảy hai sẹt 12 đường Phạm Thế Hiển hướng Nam, nhà có chủ quyền Hồng, chiều ngang là 5m và chiều dài là 19m, nhà có sân trước, có hai chia làm hai cái cửa nào, đây ra ngoài đây ha. 3.490 ha, 3.490 nha. Căn nhà còn rất mới luôn á. À, Du Hồng review 2m là 2m cho cô chú chị bạn phía ngoài nè ha. À, đây mấy bên đây trước nhà mình nè, nhìn rất là đẹp ha. À, bên đây một phần ha, và bên đây nữa, bên đây có cái sân thượng lấn ra, trên đây thì cái mặt lồi ra, trên có mái ngói ha. Xin nhắc lại địa chỉ là 1172 sẹt 12 đường Phạm Thế Hiển ha. Ở bên đây là cái lửng nè, à, nhà mình là cái này là cái lửng nè ha. Nhà còn mới toan luôn, chưa ở nha, nhà còn mới luôn ha, mới xây chưa có ở luôn nha. Căn nhà rất thích đâu, có ở trước nhà mình có một cái khoảng sân, à, trước nhà có một khoảng sân ha. Xin nhắc lại là về pháp lý là nhà có giấy chủ quyền Hồng nha, mua bán là sang tên sổ Hồng ha.
Đó, cô chú chị bạn nhìn ha, nhà mình có cái lửng lên, nhìn cái trần nhà rất là thoáng luôn nha. Đó, cái điều đặc biệt cái nhà này á, là chủ nhà đã ngăn cái dách ra sẵn rồi. Nếu mình có nhu cầu ở hết thì mình sẽ ở, còn không thì mình ngăn ra mình cho thuê một nửa, mình ở một nửa ha. Và đây là không gian ở phía cái căn nhà chính của Hồng đi từ nãy vô đi vô nè. Hả, cô chú chị bạn ngắm lại ha. Không gian của căn nhà chính nãy giờ mình đi vô nè. Bên đây có một căn nữa ha. Nếu như là mình ở không hết thì mình cho thuê bên đây. Căn bên đây một lầu suốt ra nha. Căn này thì lửng, bên nào cũng có nhà vệ sinh riêng hết đấy cô chú chị bạn. Bên đây cũng có nhà vệ sinh luôn ha. Bây giờ chú Hồng review bên đây trước nha, rồi đó chú Hồng đi vòng phía sau. Đây có cầu thang lên lầu nè, bên đây có bếp riêng luôn ha, có bếp riêng, cầu thang lên lầu và bếp riêng. Ở sau là nhà vệ sinh nè, ở sau lưng mình có nhà vệ sinh nè ha, ở cuối nhà vệ sinh nằm ở cuối nhà nè ha. Bồn cầu là của hiệu Inox nha, và cái lavabo là American Standard. Vì mình gắn thêm cái tủ bếp trên để mình xài ha. Xin nhắc lại địa chỉ nhà mình là 1172 đường sẹt 1172 sẹt 12 đường Phạm Thế Hiển nha, phường 5 quận 8 thành phố Hồ Chí Minh, đối diện với chi cục thuế quận 8 ha. Ngang 5 và dài là 19m, hơn 19m ha. Nhà thì có giấy chủ quyền hồng mua bán ký công chứng sang tên nha. Nhà đã đang để trống nên cô chú anh chị bạn nào đi xem thì gọi trước cho chú Hồng 30 phút ấy. Đây là cái căn phụ bên đây nè, nếu mình vừa mình cho thuê thì mình cho thuê căn bên đây ha. Ở phía sau lưng mình còn làm một cái máy che ra nè, cái phần công trình phụ phía sau này ha. Và đây ở trên lầu này cô chú chị bạn đó, ở phía trước nhà mình đây ha. Ở bên đây thì mình có thể ngăn ra thành hai phòng nha, một phòng phía trước nè, đây là phòng phía trước nè, cái căn phòng mình phụ nè, bên đây làm được một phòng nè, bên đây một phòng nữa ha. Chú Hồng xin nhắc lại là căn này là 3 tỷ 490 triệu nha. Phía sau lưng mình còn một khoảng trống một khúc này nữa nha. Ở phía sau lưng là bờ sông, bên kia là đường Nguyễn Duy ha. Nó sau lưng là nhà, cái phần này của mình luôn nha cô chú chị bạn. Sau lưng phần này là của mình luôn nha. Ở trên mình là bờ, ở sau lưng là sông nha, Riverside nha. Ở đây thì chủ nhà có làm cái song sắt để bảo vệ nè, làm cái song sắt để bảo vệ lại ha. Rồi bên kia cũng vậy nha. Bây giờ chú Hồng đi xuống, chú Hồng đi view mấy bên kia, cái phía chính nãy chú Hồng đi vô á. Ở đây thì nó cao hơn phía trước một chút xíu ha, khoảng 2.5 tấc nha. Rồi mình đi ra phía sau, nãy là chú Hồng chưa review phía sau ha. À, phía sau bên đây thì lửng nè.
Nhà thì có giấy chủ quyền Hồng mua bán ký công chứng sang tên nha cô chú anh chị bạn. Cô chú anh chị bạn đang tìm một cái căn nhà nằm ở phân khúc 3 tỷ đến 3 tỷ rưỡi mà nằm ở quận 8 gần quận 5, quận 1 thì hãy sẽ đến xem căn nhà này ha. Nhà này thì chỉ cần đi qua cầu Chánh Hưng là đến quận 5. Còn đi qua cầu Nguyễn Thiên Đường cũng tới quận 5 ha. Còn mình đi quận 1 thì qua cầu Nguyễn Thiên Đường nha. Ở đây thì ngay trung tâm hành chính của quận 8 luôn. Ở đây gần trường Chánh Hưng, trường trung học cơ sở Chánh Hưng. Trung tâm hành chính quận 8, trung tâm hành chính của phường 5 quận 8, chợ Phạm Thế Hiển, chợ Nhị Thiên Đường, chợ sáng, chợ chiều, mùa viên trực. Cái nhà vệ sinh ở dưới này, cái không gian sinh hoạt của cái căn bên tay phải, căn chính thì nó lấn ra phía sau của cái căn phụ bên hông, nên cái nhà bên đây nó rộng hơn á. Hồi nãy Du Hồng quay trên cái máy tôn cho cô chú chị bạn xem á. Nhà mình phía sau sông rất là thoáng mát nè. Nó bên kia là đường Nguyễn Duy ha. Nếu tính đường Chim Bay thì chưa đầy 300 mét là tới quận 5 rồi nha. Đằng đây là cầu Chánh Hưng nè cô chú chị bạn. Đây là cầu Chánh Hưng nè ha. Cô chú anh chị đang theo dõi Du Hồng review căn nhà bò địa chỉ là 1172/12 đường Phạm Thế Hiển. Du Hồng xin nhắc lại thông tin của căn nhà này ha. Căn nhà này là nằm ở gần góc ngã ba đường Du Quang Đông với đường Phạm Thế Hiển. Hẻm 1172 là hẻm đối diện với chi cục thuế quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình là địa chỉ là 1172/12 đường Phạm Thế Hiển, kích thước ngang là 5m và chiều dài là 19m. Căn nhà mình chia ra làm hai công trình, một công trình bên tay phải là một công trình bên tay trái, một công trình bên tay phải là một trệt một lửng. Và Du Hồng đang đi lên cái lửng của căn nhà đây. Bên trái thì một trệt với một lầu. Nhà có chủ quyền Hồng, mua bán là ký công chứng sang tên chỗ Hồng ha. Thì chủ nhà đang kêu bán căn nhà này với giá là 3 tỷ 490 triệu, 3 tỷ 490 triệu ha. Giá này nếu cô chú chị bạn thấy cái căn vị trí hợp lý thì cô chú anh chị đến xem và Du Hồng cho gặp chủ nhà, sắp xếp gặp chủ nhà để mình nói chuyện tiếp nha. Về pháp lý là nhà có chủ giấy chủ quyền Hồng, mua bán ký sang tên chủ Hồng, quyền Hồng ha. Rồi cô chú anh chị bạn ngắm lại không gian của căn nhà một lần nữa rồi Du Hồng kết thúc video ở nhà ha. Nếu mình đi từ ngay chỗ đường Phạm Thế Hiển, chợ Phạm Thế Hiển lên thì qua ngã ba đường Du Quang Long thì đối diện với chi cục thuế sẽ có cái hẻm 1172, mình đi vào căn nhà mình nằm bên tay phải ha. Rồi, Du Hồng xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và bạn ở những video lần sau nha. Cô chú anh chị bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ Du Hồng ha. Rồi, xin chào nha.